Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat anh em nhá. Đấy thì hôm nay nó sẽ là cái clip đầu tiên trong cái meta mới mà tôi chơi và tôi up lên trên kênh YouTube. Đấy, nó sẽ có rất nhiều những cái đội hình mới, những cái thay đổi trong cái lối chơi so với cái phiên bản trước khi update. Đấy. Tôi biết là sẽ có rất nhiều anh em là cũng chưa biết được là các cái thay đổi đấy là nó như nào đâu, bởi vì là mọi người vẫn đang bị bám vào quá nhiều cái meta cũ, meta beat. Nhưng mà thực ra là cái meta beat ấy, tôi nghĩ là sắp tới, như tôi đánh giá vào cái clip trước ấy, là chỉ trong khoảng 1-2 tuần nữa thôi thì người ta sẽ ít chơi beat đi. Đấy. Khi mà người ta đã tìm ra được những cái layup hay ho hơn, khỏe hơn beat. Đấy, đấm được beat thì người ta sẽ không chơi beat nữa. Đấy, và ít beat đi, ít phụ thuộc vào bộ beat đi nhá anh em nhá. Đấy, nhưng mà cái tầm này vào trong rank thì cũng rất nhiều người là vẫn đam mê bộ beat, bởi vì chơi nó rất là an toàn, ổn định. Đấy. Nhất là những cái người mà không muốn suy nghĩ nhiều, đau đầu thì cứ chơi beat rồi eco xong rồi. Đấy, khi nào mà tích đủ tiền thì up lên 9 xong roll form đủ bộ, đủ bài. Đấy, chơi bài beat thì nói chung là không phải nghĩ nhiều. Đấy. Rồi đây ra con gấu đây. Có lẽ chợ này mua gấu, câu gấu assassin nhỉ anh em nhỉ. Assassin cũng là một trong những cái lineup mà bây giờ đánh cũng rất là ok nha anh em nhá. Đánh ổn định lắm. Assassin đấm beat được. Nhưng mà đồ ở trận đấu này thì lại chưa ok. Đấy, đồ này thì lại giống như là hơi thiên về là thiên về thủ nhiều hơn anh em ạ. Nhưng mà thôi kệ đi. Đấy, đầu clip thì như thường lệ xin được cảm ơn các anh em đã. Và cũng rất là xin lỗi các anh em là tuần vừa qua là tôi cũng nghỉ hơi lâu, chính vì thế là cũng chưa có cơ hội, chưa có cái dịp để cảm ơn anh em ở trong cái video clip được. Thì các anh em sau đây là các anh em mà đã donate cho tôi, đăng ký hội viên, ủng hộ tôi ở trong tuần mà tôi chưa có dịp cảm ơn. Tôi xin được cảm ơn anh em Ngô Thanh Sang, anh em Phạm Việt Tùng, anh em Nguyễn Quốc Anh và anh em Nguyễn Bá Hưng đã donate. Đồng thời tôi cũng xin được chúc mừng sinh nhật anh em Nguyễn Bá Hưng. Chúc anh em Nguyễn Bá Hưng sang tuổi mới sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, công việc thì thăng tiến, gia đình thì hạnh phúc. Chúc mừng sinh nhật anh em. Đấy, và tôi cũng muốn thông báo với anh em Nguyễn Bá Hưng là anh em Nguyễn Bá Hưng đã chính thức trở thành cái người thứ ba là đạt danh hiệu là huy hiệu hội viên 1 năm. À, anh em Nguyễn Bá Hưng đã trở thành cái người thứ ba đạt được 1 năm đăng ký hội viên. Chính vì thế tôi cũng muốn có một cái phần quà gửi tới anh em Nguyễn Bá Hưng để tri ân anh em Nguyễn Bá Hưng trong cái sự kiện này. Thì anh em Nguyễn Bá Hưng có thể yêu cầu nhá một cái line up nào đấy mà hay ho mà anh em muốn tôi chơi thử một lần cho anh em biết, thì anh em cứ mạnh dạn anh em đề xuất nhá. Đấy, rất là cảm ơn anh em, cảm ơn anh em rất nhiều đã ủng hộ tôi trong suốt cái thời gian vừa qua, trải qua rất nhiều những cái sự kiện khi mà tôi bắt đầu làm kênh. Đấy, rất lâu rồi đấy, là trải qua rất nhiều những cái sự kiện thăng trầm, những cái drama. Thế anh em Nguyễn Bá Hưng vẫn luôn ủng hộ tôi, rất là cảm ơn anh em rất nhiều. Và tôi phải nói là tôi lấy làm rất là cảm kích trước cái tình cảm, cái tấm lòng của anh em, rất là cảm kích nhá, cảm ơn anh em. Đồng thời tôi cũng xin được cảm ơn các anh em sau đây đã đăng ký hội viên mới ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em Mr. Big Sale, anh em Hùng Trần, anh em Đăng Khoa Bùi, anh em Win Jun, anh em Huy Phan, anh em Misi K60, anh em Kim Minh Hoàng. Rất là cảm ơn các anh em đã đăng ký hội viên mới trên kênh. Và cảm ơn anh em Ngọc Long Phan, anh em Quân Chu, anh em Tú Bùi đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh. Cảm ơn anh em đã dành một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và các anh em hội viên thân mến, tôi cũng xin được nhắc các anh em là hôm qua ấy, ngày hôm qua thì tôi có up một cái clip dành riêng cho các anh em hội viên. Đấy, thì các anh em hội viên có thể vào và xem cái clip ngày hôm qua nhá. Đảm bảo với anh em luôn là rất hay đấy. Đấy. Hôm qua tôi có up một cái pack bài ở trong cái meta mới để anh em có thể lựa chọn anh em chơi. Đấy, và tôi có một cái pack mà tôi nghiên cứu được, nó sẽ rất là dễ dàng để các anh em có thể chơi được ở trong cái việc leo rank nha anh em nhá. Đó, đỡ cho các anh em cái việc là anh em phải chọn những cái quân bài gì, anh em nghĩ, anh em suy nghĩ nó sẽ rất là mất thời gian. Đấy, thay vì đấy là tôi có thể là tôi xếp hộ cho anh em cái bài đấy.
Bộ bài đấy có tên là Tam Pháp Sát Long, rất hay nha anh em nhá. Nó rất là dễ chơi, rất là dễ trúng thưởng. Đấy. Anh em xếp cái bộ bài đấy theo tôi thôi. Rất là đơn giản để chơi, anh em không phải suy nghĩ gì nhiều. Đấy mà trong video thì tôi cũng đã hướng dẫn gọi là rất là kỹ lưỡng cách chơi cái pack Tam Pháp Sát Long, cách chơi, cách xây dựng, cách chuyển bài. Đấy, cái thời điểm chơi từng pack, từng slot một là tôi có chia sẻ rất kỹ rồi. Đấy, từ tiện cho anh em để có thể chơi giống tôi nhá. Và anh em yên tâm là cái bài đó thì nó đã trong cái quá trình mà tôi đã tìm hiểu, tôi nghiên cứu, rồi tôi thay đổi, tôi củng cố nó, nên là bây giờ nó rất là ok. Và đối với các anh em viewer thì thực ra ấy, thì tôi cũng đã mở cho một số anh em xem rồi. Đấy, không phải là một số đâu mà cũng khá nhiều anh em đã được xem rồi đấy. Đấy, bởi vì là các anh em viewer thì nếu mà trong cái thời điểm 1-2 tuần gần đây ấy, mà anh em tương tác nhiều với kênh thì anh em sẽ được mở để xem sớm. Đấy, còn một vài anh em nó bị lãng quên đi, chưa có tương tác nhiều, chưa có comment bao giờ ấy, thì tức là những cái người mà kiểu vãng lai ấy, thực ra là những cái viewer vãng lai thôi, xem chả qua là ví dụ như là xem một cái giật tít ấy. Đấy, hay là xem một cái hình ảnh kiểu ở ngoài cái ảnh bìa ấy của video ấy, mà cảm giác như kiểu nó có cái gì đấy hấp dẫn, xong ấn vào để xem thử xem nó là cái gì ấy, thì đấy là những cái viewer vãng lai. Đấy, xem chỉ là để vào xem sau tuần cuối để xem là cái kết quả nó như thế nào ấy. Thì những cái viewer như thế thì thực ra là bây giờ chưa được mở đâu. Đấy, những cái viewer như thế thì bây giờ vẫn chưa được xem cái clip đấy. Đấy, còn đa phần các anh em mà kiểu như là quan tâm đến tôi và hay tương tác hay xem kênh thì cũng được mở rồi. Đấy, các anh em đều được xem rồi. Đấy, còn một vài anh em nếu mà xem cái clip này mà chưa có được mở ấy, thì anh em cứ yên tâm là cái pack Tam Pháp Sát Long sẽ được public sau khoảng 2 tuần nữa nha anh em nhá, nếu mà anh em quan tâm. Ok. Còn đối với cả các anh em hội viên thì sẽ có một cái tin vui dành cho anh em. Đấy là tôi ý, thì thực ra là ở trong cái meta mới ý, sau một tuần tôi nghiên cứu rất là kỹ lưỡng thì tôi đã ra được 3 cái pack cơ, chứ không phải một cái pack. Tuy nhiên là tôi sẽ ra pack dần dần nha anh em nhé, từ từ thôi, từ tốn thôi. Thì cái lịch ra pack của tôi ý, là vào tối thứ 7 hàng tuần nha anh em nhé. Anh em hội viên lưu ý cho tôi là tối thứ 7 hàng tuần tôi sẽ ra pack mới. Đấy, và trong cả một cái tuần sau đấy là tôi sẽ chơi theo cái pack nha anh em nhá. Chơi theo pack để anh em có thể cảm nhận được cái pack đấy nó mạnh, cái sức mạnh của nó như nào. Đấy. Thì tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa, hôm qua tôi cũng đã chia sẻ một lần rồi. Đấy chính là tôi không có chia sẻ pack ở trong những cái clip tôi làm về content nội dung nhá anh em nhá. Bởi vì như thế nó sẽ mất đi cái tính gọi như là đột biến rồi, hay là cái bất ngờ của ở trong game. Nên là tôi sẽ không cho hiện pack ở trong cái video clip anh em nhá. Bởi vì làm như thế thì anh em dễ đoán lắm, anh em dễ đoán, và tôi sẽ không làm được những cái cú flash trick. Đấy, ở giai đoạn late game ấy thì những cái đấy là nó cần phải có một cái gì đấy mà nó bất ngờ, mang tính bất ngờ. Chính vì thế là ví dụ như tôi chuyển sang một cái gì đấy để tôi tìm một cái con gì đấy là anh em biết ngay. Đấy, nhưng mà nếu mà anh em không biết ý, thì sau khi mà tôi chuyển xong ấy, nó định hình ra anh em mới òa. Đấy, anh em mới ồ. Đấy. Đấy, nên chính vì thế nên là sẽ không có để lộ pack anh em nhá. Rồi. Trận đấu này khả năng là sẽ chơi vật lý đây. Tác động vật lý là nhiều anh em ạ. Trận này cố gắng mà câu được ra con gấu assassin thì ngon. Đấy. Ở đây có cái con gấu đủ 2 sao rồi mà trẻ nhẽ lại không ra được thêm một con gấu nữa à? Anh em nhỉ. Đấy là tôi còn có một quả trứng ở dưới này ấy nhá. Tức là nếu mà ra được con gấu assassin ấy là chỉ cần ra 2 con thôi là có trứng nó đập vào. Rất là ok. Ra con gấu đủ sớm. Nhưng mà vẫn chưa thấy gấu đâu, 10 round vẫn chưa có gấu anh em ạ. Chưa thấy con gấu nào ra cả luôn. Kể cả con gấu đủ nhá. Đây là cái con gấu mà tôi mua bằng tiền đấy. Con gấu đủ lên 2 là tôi mua bằng tiền đấy. Đấy là mất 6 tiền để up nó lên 2 sao ấy. Chứ còn tôi cũng chưa có ra được con gấu ở đâu. Trận này nếu mà không ra gấu thì chơi cáo cũng được anh em nhá. Chơi cáo cũng được. Nếu mà không ra gấu. Thực ra assassin bây giờ ấy, nó là cái bộ mà nó đối trọng với cái bộ beat ấy. Đấy, nên là beat nhiều thì chơi assassin là cũng ngon anh em ạ. Đấy, anh em tin tôi đi. Tôi chơi assassin suốt mà. Chưa ghép được thêm cái đồ gì cả.
lấy được cái que thôi. Được, trận này lấy được cái que thôi. Đấy. Thôi lấy cái que đi. Chơi assassin này nó cần tốc đánh anh em ạ. Lấy que cũng ngon. Nó khá là cần tốc đánh đấy. Cần đam với tốc đánh. Nó cứ lấy tạm thế nhưng mà không ghép cái gậy gai anh em nhá. Assassin này nó sẽ cần là nó cần cái cướp điên cơ. Tôi phải để dành cái dao. Nó cần nhiều cái dao lắm anh em. Bọn assassin này cần ít nhất là 3 cái dao. Ít nhất đấy nhá, ít nhất là 3 cái dao. Ghép cái cướp điên với cả cái chém lan. Nhưng mà thôi từ từ anh em ạ. Rồi. Xin cái chuỗi nhá. Xin cái chuỗi nhé. Làm gì có cái cửa ăn bạn ơi. Hay quá. Đó. Ui. Con ốc làm quả gần hết máu luôn. Nhưng mà chắc chắn ăn rồi. Hay quá. Đó. Thôi đánh cứ từ tốn anh em ạ. Bao giờ 6 assassin thì chúng ta có thể up cấp lên cũng được. Đánh từ từ thôi. Giữ 50 tiền. Và cái trận đấu này ý, thì tôi nghĩ là chúng ta thử nghiệm chơi một cái kiểu mới đi nhá. Assassin bình thường là chơi như nào? Là up 9 đúng không? Lên level 9 rồi roll form 9 assassin. Đấy, hoặc là lên 9 rồi kẹp với cả cọc, kẹp với cả Aegis đúng không? Kẹp cọc, kẹp Aegis, kẹp Warlock là ở level 9. Sau đó kiếm cáo 2 sao làm co. Hoặc là kiếm 5 đô, kiếm ví dụ như là kiếm con Sailing Assassin. Đấy thì bình thường là chơi như thế trong cái khoảng thời gian mà trước update ấy. Nhưng mà tôi tìm ra một cái kiểu mà chơi cũng rất là hay. Đấy là chúng ta chơi như ngày xưa ấy. Bây giờ chúng ta chơi chúng ta gamble luôn ở level thấp anh em ạ. Chơi y hệt Goblin luôn. Đấy, tôi thử chơi cho anh em xem. Đó, anh em nghĩ là nó sẽ là yếu hơn với cả cái bọn beat đúng không? Khi mà chúng ta chơi ở level thấp là chúng ta chỉ có chơi 6 với cả 7 con thôi. Thường là nó sẽ là chơi ở level 7 là sẽ có một con tăng cơ và 6 con assassin đằng sau. Đấy, thì nhiều anh em sẽ nghĩ là với 7 con đấy mà gặp bộ beat ý, thì nó sẽ đẩy cho tràn nhà đúng không? Nó sẽ đẩy rất là kinh khủng nó gặp bộ beat. Đấy, nhưng mà tôi thì tôi chơi rồi. Tôi chơi thử rồi tôi thấy là nó rất là ok đấy. Nếu mà anh em roll sớm ấy, anh em roll ở level thấp thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh em có cơ hội. Anh em gamble thì lên được 3 sao. Thì cái con assassin nó lên 3 sao ấy thì nó không ngại bọn beat làm đâu anh em ạ. Đấy, trận này tôi sẽ chơi cho anh em xem nhá. Thì coi như là đây là một cái trận đấu đầu tiên ở trong cái meta mới. Để chứng minh cho anh em thấy là có rất nhiều cách chơi mới. Có rất nhiều những cái sự sáng tạo mới mà anh em có thể là chưa biết đâu. Đấy. Đấy, tôi sẽ chơi thử nhá. Và trận này cũng có thằng assassin. Tôi nghĩ là cái thằng assassin ấy nó chơi thì nó sẽ up lên 9 nữa. Nó chơi 9 assassin thôi. Đấy, hoặc là nó up lên 9 nó chơi ở 9 thôi. Đấy, nhưng mà tôi thì tôi quyết định là trận này nhá, thử nghiệm cho anh em luôn. Là tôi sẽ chơi ở level 7 nhá anh em nhá. Đấy, tôi sẽ chơi ở level 7 thôi. Nhưng mà để mà chơi được ở level 7 ấy, thì chúng ta sẽ phải chơi hết sức là từ tốn. Tức là chúng ta không có vội vàng chúng ta up cấp đâu. Đánh từ từ thôi anh em. Để phải giữ 50 tiền. Đấy, 50 tiền có tiền rồi sẽ roll được 3 sao ở level 7. Giữ 50 tiền roll thôi. Gamble mà, chơi gamble là lúc nào cũng thế, là phải tiền 50 tiền trước. Đấy, và roll ở level thấp. Đấy, chỉ đạt được cái ngưỡng mà giữ được máu thôi là chúng ta sẽ phải tích tiền rồi. Chứ không như là chơi theo kiểu đẩy cấp thật nhanh để lên trên level 9 kiếm 5 đô. Thì ở đây chúng ta không có chơi kiểu thế nhá anh em nhá. Chơi cái kiểu này là phải chơi từ tốn thôi. Đấy. Hôm nay thì cái giọng tôi anh em cũng thấy là nó hơi khác khác. Mũi thì nó hơi bị ngạt một chút và giọng thì nó khàn. Bởi vì tôi đang kiểu như là tôi đang bị cúm. Đấy, anh em thông cảm nhá. Tôi nghĩ là cái tình trạng này nó sẽ phải kéo dài khoảng 2-3 clip nữa thì nó mới hết được. Anh em thông cảm, giọng tôi nó cũng sẽ không được như bình thường. Đấy. Nó mất chuỗi mẹ nó rồi. Úi dồi ôi. Gặp bọn Warrior này anh em này. Trận này có cả Warrior nhá. 9 quả cắt chuỗi. Tất nhiên là cái tầm này thì nó yếu thì cũng xác định là mất chuỗi thôi anh em ạ. Chơi assassin này thì nói chung là cái tầm mà nó chưa lên được full 2 sao ấy thì nó vẫn yếu. Đấy. Thôi được rồi, xác định gặp Warrior thì cũng thua thôi mà. Về căn bản là cái tầm này thì gặp thằng nào thì cũng thua thôi, cũng sẽ mất chuỗi thôi anh em ạ. Bởi vì tôi không chơi kiểu đẩy cấp lên sớm. Đấy, và chắc là trận này sẽ không chơi gấu được rồi. Tôi nghĩ là như thế. Cái tầm round 15 ấy mà gấu đù ra từ rất sớm nhưng mà sau khoảng chục round mà vẫn không thấy một con gấu nào thì tôi nghĩ là trận này không chơi gấu được.
Đấy mà thôi, không chơi gấu cũng không sao. Bởi vì thực ra là nếu mà chơi gamble ấy thì lại không thích gấu, lại không thích chơi gấu. Bởi vì là chúng ta xác định là chơi gamble ấy là full 3 sao luôn, full đội hình 3 sao. Thì chơi ở level thấp luôn được con nào lên 3 sao thì ngon thôi. Chứ còn chơi gấu thì đợi đến mùa mục thất cũng không lên được 3 sao mà. Cái con đấy chơi làm sao được lên được 3 sao đúng không? Thôi, chơi không cần gấu anh em nhá. Xác định là chơi gamble luôn. Đây rồi, cướp điên đây rồi anh em ơi, hay đấy. Được, đồ ngon. Rồi, ghép được chém thánh luôn. Quá ok. Rồi. Thế nhá anh em nhá. Bắt đầu gamble thôi. Tất nhiên là cái tầm này thì gấu đủ 2 sao tăng cơ thì vẫn là uy tín ở trong đội hình. Đấy, bao giờ nó ra là cái con gấu bố thì tôi thay vào thôi. Có lẽ là chúng ta sẽ xây dựng ở level 7 ấy, là chúng ta sẽ kẹp thêm được cái con gấu bố vào. Đấy, mà nó kết hợp với con cáo ấy. Tí nữa ở level 7 là có thể roll được ra con cáo rồi anh em ạ. Đấy, có cơ hội roll được ra con cáo thì chúng ta sẽ roll cái con cáo nữa là kết hợp vào là được 2 bit rồi. 2 bit 6 assassin kẹp với cả gấu. Con gấu thì nó có coi như là nó gọi thêm con gấu nữa là chúng ta có 8 con rồi là cũng ok. Đấy. Rồi. Đấy, chỗ này có bit này. Bây giờ mới ra 16 thì tôi nghĩ là cái đội hình này là giữ máu được. Ổn luôn. 6 assassin. Thường cái tầm này mà có những cái người mà người ta có tư tưởng là chơi gấu ấy là người ta sẽ không có có 6 assassin đâu mà người ta sẽ kẹp 2 gấu vào. Ok. Cây à? Rồi bỏ xuống luôn luôn. Kiếm. Kiếm cái con unicorn 3 sao cũng được. Thôi từ từ đã nha anh em nhá, bán đi vậy. Hết slot rồi. Hết slot rồi. Thôi được rồi, unicorn kiếm sau anh em nhá. Tầm này bán đi thôi. Không có đủ slot đâu. Chúng ta chỉ có 7 con ở trên bàn cờ thôi mà. Nên bây giờ phải ưu tiên assassin lên 3 sao trước đã. Riêng mà chơi gamble là phải lên 3 sao. Đấy, còn nếu mà xác định là ôm lắm thứ ở dưới là toang đấy. Tí nữa là không có thời gian mà xếp bài đâu. Không có thời gian mà bán đi đâu. Chẳng may mà cứ mỗi con nó lẻ ra một con ấy, nó không lên được 3 sao ấy. Lúc đấy thì hết slot. Mà lại up 8 thì là hết tiền anh em ạ. Mà nó lại khó roll. Thôi chỉ roll ở level thấp thôi anh em nhá. Xác định roll ở level thấp mấy con rẻ tiền lên 3 sao thôi. Mấy cái con 1 tiền 2 tiền lên 3 sao là được rồi. Ui, bây giờ mới ra gấu ấy. Nhưng mà con này chắc là không chơi nữa rồi. Ok, chúng ta roll ở level thấp thôi anh em nhá. Ốc này. Ừ, cáo này. Thế thôi, bán con rồng này. Bán rồng mập đi thôi. Cáo rồi. Từ từ đã anh em. Từ từ đã, roll từ tổ thôi. Bình tĩnh. Phải full 2 sao trước đã. Đội hình là ưu tiên full 2 sao. Full 2 sao assassin đã. Đấy. Xong rồi sẽ đến cái việc là 3 sao. Bởi vì xác định luôn là tất cả đều lên 3 sao nhá anh em nhá. Tất cả đều lên 3 sao luôn đấy. Đã chơi ở level thấp là tất cả đều lên 3 sao luôn. Nó giống như chơi Goblin ấy. Đấy, chứ không phải là ưu tiên con nào lên 3 sao cả. Mà tất cả luôn. Con nào lên 3 sao trước thì dồn đồ cho nó là ok. Ui, con thị vệ thường ngày lên 3 sao à. Con này thì lại không tin lắm. Đây rồi, gấu ấy rồi. Rồi ok, từ từ đã anh em. Gấu lên 2 sao để cho vào thay cái con gấu đủ nha anh em nhá. Gấu bố thay gấu đủ. Assassin nó sẽ mạnh đến khoảng sau round 20-21. Đấy, đến round 21 là nó bắt đầu đuối dần anh em ạ. Ở cái tầm round 21 thì nó sẽ phải có 3 sao để nó gánh. Tôi rất là hy vọng là sẽ có thêm một con nữa lên 3 sao. Skybreaker là được. Skybreaker lên 3 sao cũng rất là ổn áp. Sắt đao Killer. Đây con này nó sẽ là, sau này nó sẽ là nhân vật chính á. Đây rồi. Bộ cảm 2 này. Ok. Lại bộ cạp này. Thôi tạm thời đập trứng cho con sắt đao đã.
Full 2 sao đã anh em ạ. Đấy, như này là kẹp được beat vào rồi này. Tuy nhiên là tôi bắt đầu ra sau là bắt đầu là gọi là đánh chuỗi thua đấy. Mà chịu khó một chút anh em ạ. Kiếm ốc 3 sao gánh kèo thôi. Kiếm ốc 3 sao hoặc là con sói, à con cáo, ra con cáo luôn thì có thể đập trứng luôn cho cáo. Cáo gánh đã. Cáo là con 4 đô gánh ở giai đoạn này cũng được. Rồi, luôn tiếp thôi. Ui đây rồi. Đập trứng luôn nhỉ. Tiền thì lúc nào cũng phải giữ 50 tiền rồi anh em ạ. Không 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 luôn nữa, không 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 luôn, khô máu anh em nhá. Chúng ta từ tốn thôi. Thôi, đập trứng luôn anh em ạ. Tôi quyết định là đập trứng cho con cáo luôn. Không 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 xả tiền nữa. Giữ tiền ở level này được rồi. Ok. Chuyển đồ cho con cáo cũng được, ghép vào set. Tạm thời cái giai đoạn này này, thực ra ấy là con cáo ấy nó gánh được anh em ạ. Nên là tôi quyết định là cho cáo lên 2 luôn. Gánh được. Nha anh em nhá, gánh được. Cho đến khi chúng ta lên được 3 sao. Ui, trận này có Exit à? Exit rồng. Cái phiên bản mới này, cái bọn Exit kết hợp với Lai nó cũng khá là khỏe anh em nhá. Cái đội hình ấy nó có cái con Evil Clay nó quay trở lại. Chính vì thế là chúng ta có thể chơi được Exit Clay. Rất là ok đấy, 6 Clay, 4 Exit ở level 9. Đấy, còn lên được 11 là chơi 6 Clay, 6 Exit. Tôi đang có chuỗi này. Tôi cứ tưởng là anh chơi thua, bây giờ đang có chuỗi thắng luôn này. Hay không? Được đấy. Ổn không? Ổn. Rồi, 3 con đốc nữa này. Shadow Griller có vẻ ra hơi ít nhỉ. Mặc dù là nếu mà nói xét về cái độ gánh team ý, thì con Shadow Griller lên game là nó gánh đấy. Con này lên game là nó sẽ chơi gamble 3 sao là nó sẽ rất khỏe. Có cướp điên và gánh rất là nhanh. À, chuyện có beat này. Này, full 6 beat rồi kìa. Ơ, vẫn ăn được đấy. Ôi, thế được đấy anh em ạ. Level 7 đánh được level 8. Được. Đấy. Tức là 6 bit nó vẫn không ăn được cái bộ assassin cơ anh em ạ. Đây rồi. Con tiếp theo lên 3 sao. Đây rồi, hay quá, có tăng cơ rồi anh em ơi. Rồi, đánh từ tốn thôi, 50 tiền mà luôn. Bộ này giữ máu ổn đấy chứ. Cứ full 2 sao là giữ máu được anh em ạ. Nhiều khi anh em chơi assassin ấy, anh em không roll đúng không? Anh em chơi theo kiểu đẩy cấp ấy. Đây, trận này có thằng 9 assassin rồi nhá anh em nhá. Đấy, nhưng mà chơi đẩy cấp thì những cái con của nó ấy, những cái con bài của nó vẫn có con 1 sao. Đấy, thì so với cả cái bộ bài của tôi nhá, là cái bộ bài mà nó full 2 sao và có những cái con 3 sao, thì theo anh em là chơi 6 assassin hay 9 assassin mạnh hơn. Đấy, tí nữa gặp nhau rồi biết ngay. Anh em sẽ thấy là ở trong trận đấu này là có thằng là nó đẩy lên 9 assassin luôn nhá, lên cấp 9 luôn. Đấy. Nhưng mà đẩy cấp sớm ấy thì đồng nghĩa với việc là sẽ không lên được 2 sao, à không lên được 3 sao. À, thậm chí là có những con bài là không lên được 2 sao luôn. Bởi vì tiền để đẩy cấp mà. 21 là lên 9 là hết tiền. Đấy. Chơi assassin mà 21 lên 9 là hết tiền luôn. Chính vì thế là để ở 7 mà roll anh em ạ. Đấy, anh em thử xem nhá. Tôi chơi kiểu này rồi. Đấy, tôi thấy nó ổn thì tôi coi như là tôi giới thiệu, tôi chia sẻ với anh em. Gamble assassin rất ok. Giữ máu lắm. Anh em thấy ổn không? Nó còn ổn hơn là anh em up cấp sớm xong anh em lên 9 ấy. Anh em chơi 9 con assassin mà cái con cáo của anh em nó không lên được 2 sao là anh em toang. Đấy, còn trong khi đấy anh em có thể roll nhiều, anh em cũng sẽ ra con cáo 2 nó gánh cho anh em giai đoạn giữa game. Vớ vẩn cắt được chuỗi này không? Vớ vẩn cắt được chuỗi này này. Hay quá. Nó chưa kịp form 999 gua anh em ạ. Thằng này nó vẫn thiếu một con. Hay quá. Hay quá. Rồi. Assassin ấy nó lên 3 sao đam nó to anh em ạ. Không cần đồ, không cần đồ mà nó đấm nó cũng đã rất là khỏe rồi. Ngoài ra máu nó cũng trâu hơn, giáp nó cũng trâu hơn. Đấy. Đánh đam nó to hơn.
kết liêu đối thủ nhanh hơn. Kiếm một gấu lửa nào. Ui, quả này chắc phải khô máu rồi anh em ạ. Một con ốc lửa. Một ốc lửa, đéo kịp rồi. Thôi từ từ đã anh em. 50 tiền thôi, giữ 50 tiền thôi, giữ 50 tiền thôi. Rao này phải bán con bọ cạp đi. Thôi được rồi. Không vội, không vội, phải 50 tiền á. Phải giữ 50 tiền. Quả vừa rồi mà roll quá tay nó lại không lên được 3 sao toàn đấy anh em. Cứ tốn thôi. Cướp điên hay quá. Được rồi. Giờ chờ lốt con ốc này, thiếu một con ốc nữa thôi. Rồi, roll tiếp nào. Kiếm con ốc. Cáo này. Ốc. Ui, lên cá ba trước à. Đây rồi. Ui, phải khô máu rồi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Được, 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 được. Ok, ok, ok. Có slot, có slot. Đưa hết lên 3 sao anh em nhé. Cả cáo cũng đưa lên 3 sao luôn. Đội hình này là chỉ có roll ở level 7 thôi mà. Tôi đã nói từ đầu là tôi sẽ gamble. Đây là nó cứ full 3 sao cả đội hình luôn. Đấy, lên 8 đi kẹp thêm unicorn mà thôi. Bộ này thì chơi lên 9 thì kẹp 4 bit anh em nhá. 6 assassin 4 bit ở level 9 là tối thượng rồi đấy. Lúc đấy là nó full 3 sao rồi. Đam nó to lắm. Đam là của những cái con assassin 3 sao nhá anh em nhá. Mà được hưởng 4 bit vào nữa. Cộng 40% đam của những cái con 3 sao. Ui dồi ôi, lúc đấy nó là assassin tối thượng đấy anh em ạ. Chứ nó không đơn giản nó là cái bọn 9 assassin bình thường đâu. 9 assassin full 2 sao nó không thể mạnh bằng đâu anh em nhá. Đánh cái kiểu này nó đúng theo kiểu là tối thượng luôn đấy. Rồi. Mấy con 9 assassin ấy, nó mặc dù là nó có cái kích hoạt nó gọi là cái tỷ lệ phần trăm crit cao hơn ấy, nhưng mà nó sẽ không thể mạnh được bằng là cái việc là lên 3 sao với cái lượng đam to và nó được kết hợp với cả bộ beat nữa. Đấy, mà cái cú crit của một cái lượng đam to ấy, nó sẽ là một cái cú là nhất kích tất sát luôn, tức là một phát chết luôn đấy. Nên là bọn này nó lên được 3 sao ấy, sau đó anh em kẹp 4 bit vào cho tôi. Thế là nó là tối thượng anh em ạ. Đây, tôi sẽ trên cái con đường mà xây dựng cái bộ này nó như thế đây anh em. Anh em cứ đợi nhá, đợi chút. Đấy, tí nữa là full bộ anh em biết ngay cái sức mạnh của nó luôn. Những cái con mà nó không có đồ ấy nhưng mà đam nó đã to sẵn rồi anh em ạ. Đây nhá, 9 assassin nhá anh em nhá. Đấy, gặp 9 assassin ở đây. Đấy, anh em thấy không? Kể cả là Sailing Assassin nhưng cái tầm này ấy, nó mới chỉ 1 sao thôi. Đấy chưa? Hết tiền mà anh em thấy không? Đấy à, anh em ổn không? Ổn không? Ui giời ơi. Anh em thấy chưa? Thấy chưa? Ui đây rồi, gấu lên được 3 sao. Được quá nhờ. Xong, giải tán được cái bọn này rồi. Đấy, bây giờ thoải mái mà roll 3 sao nhá anh em nhá. Đấy, bây giờ chỉ còn con bọ cạp với cả con sát đao killer thôi là ổn luôn. Cáo không cần, cáo chỉ cần 2 sao thôi. 4 đô thì không cần thiết phải lên 3 sao. Đấy. Vẫn roll nha anh em nhá. Ở 7 thôi, chơi ở 7 thôi. Không có áp cấp, vội làm gì. Đây rồi. Bộ cạp sắp lên 3 sao rồi anh em ơi. Đấy, tôi đang có chuỗi cộng 10 luôn này không. Anh em thấy không? Căng không? Đấy. Quá căng. Bình tĩnh nha, bình tĩnh. Full 3 sao nó khác anh em ạ, anh em cứ yên tâm. Bây giờ là cái bọn 3 sao nó cũng được hưởng là 15% bit rồi. Đấy, đam to sẵn rồi. Đây, bit nhá. Lấm thằng bit ở level 8 nhá. Có đồ Kira cho cáo nha anh em nhá. Đánh nổi không? Ăn nổi không? Ăn được luôn, anh em thấy không? Ôi giời ơi, tôi đã nói rồi. Đẩy 15 máu luôn kìa. Anh em thấy ổn chưa? Anh em cứ yên tâm nhá. Chơi như này nó giữ máu lắm. Rồi, tiếp nào. Kiếm lút con bọ cạp 3 sao này. Rồi thôi, còn một con bọ cạp này. Ba con sát đao cứu nữa là chúng ta up một phát lên 9 luôn nha anh em nhá. Giữ 50 tiền thôi. Cái việc giữ 50 tiền này ấy là một cái khi mà anh em lên được 3 sao full ấy ở level 7 ấy là anh em dí một phát thẳng lên 9 luôn. Đủ tiền dí lên 9 luôn anh em ạ. Đấy. Anh em cứ 50 tiền này là khi mà anh em full 2 sao ấy, à full 3 sao ấy là anh em lên 9 luôn được. Ui cái thằng kia nó sang nó soi kìa. Kiểu nó thấy lạ ấy. Kiểu ơ thì đéo nào. Thì đéo nào 7 con ạ. Đánh assassin 7 con mà khỏe đấy.
Ừ, khỏe chứ. Anh em thấy không? Anh em thấy cái sự sáng tạo chưa? Meta mới anh em cứ kêu là nó tù túng, nó chỉ có chơi được beat. Không phải anh em ơi, chẳng qua là anh em chưa tìm ra thôi. Anh em thử chơi như này xem. Anh em thử xem được không nhá. Exorcist Clyde bay màu này. Úi giời ơi, khỏe lắm anh em ơi. Rồi còn hai con sát đao cứu lơ nữa thôi. Được quá nhờ. Rồi thôi từ từ đã anh em. Từ tốn. Bây giờ mới ra 30 đấy anh em ơi. Hai cái chém lan à? Hai cái chém lan cho cáo một cái. Được. Cáo nó clear beat anh em ạ. Rồi, bọ cạp còn một con nhá, sát đao cứu lừa còn hai con. Rồi vẫn chơi ở 7 luôn, round 30 vẫn tự tin đánh ở 7. Anh em thấy không? Round 30 tự tin đánh ở 7 luôn. Giữ máu quá ổn. Đây rồi, chém lan anh em ơi. Chơi với beat lấy chém lan. Clear cho nhanh. Rồi, tiếp tục nha anh em nhá. Luôn tiếp, chưa áp vội. Ôi, quả vừa rồi không roll ra con nào anh em ạ. Thôi cứ đánh từ tốn thôi, không phải vội đâu. Tôi nghĩ cái tầm này, nói chung là vẫn có cửa đấm được thằng đấy. Nó chơi beat nhưng mà mặc dù là chơi beat nhưng mà chưa chắc đã ăn được tôi đâu. Con cáo này nó clear được. Sau đó thì con ốc solo với con cáo ở địch thì cũng chưa biết là chuyện gì xảy ra. Thực ra con ốc này solo thì nó là vô địch đấy. Ốc solo kể cả chấp cả Secret Lancer rồi nhá. Ốc solo được tốt luôn. Ui. Ăn được không? Đấy ăn được này anh em này. Đấy anh em thấy không? Vẫn ăn được luôn. Solo hộ cái. Không solo được. Đấy, tâm lay làm gì có cái cửa. Con cáo solo là con ốc anh em. Đấy chơi beat nữa nhá. Rồi. Cứ từ tốn thôi. Đây rồi, ui, cáo 3. Có khi cáo 3 trước cả đối thủ cơ. Chúng ta có tiền chúng ta roll mà. Một con nữa. Thôi từ từ đã. Hết tiền rồi. Hết tiền đéo lên được 9. Cái này là phải lên được 9 nha anh em nhá. Tí nữa mà ví dụ như là mất chuối xong rồi đuối không ai nó ăn được đâu. Phải có tiền lên 9 anh em ạ. Bộ này là lên 9 rồi chấp cả lò nhà thằng Bít luôn. Đấy đồ con cáo của nó cũng cẳng đây anh em. Có đồ Kira. Kira chém lan cuối. Cẳng đấy. Địch cẳng đấy nhá. Ui, chọt cũng kinh đấy. Ồ, không ăn thua. Hay quá anh em ơi. Được thế nhở. Rồi. Hay quá. Ui, nó bắt đầu cho Venom rồi. Vừa nãy nó chưa kích hoạt được Kira, bây giờ nó kích hoạt được rồi. Ăn nổi không? Ăn nổi thằng này không đây? Tôi nghĩ là vẫn ăn được. Yên tâm. Tầm này của tôi là đã là bao nhiêu con ở đây? Chúng ta có 7 con thì trong đấy là có 5 con là 3 sao rồi mà. Ngại gì? Tướng 3 sao nó khác lắm anh em, khác bọt lắm. Nhất là ở trong cái bộ Assassin. Không sợ. Con cáo này nó chọc một phát không chết được con nào cả. Không chết được con nào cả mà. Chết thì chắc giỏi lắm chết được sát đao cứu lơ. Đấy, cáo nó chọc kìa anh em thấy không? Tôi chết rồi. Con ốc của tôi đâu rồi? Ui rồi ơi. Mất chuối ạ. Phải đài. Ê cẩn thận nhá, lên được 10 kẹp vào Glacier thì cũng căng đấy. Chết rồi. Toàn. Vẫn chưa lên được sát đao cứu lơ 3 sao anh em ạ. Toàn quá nhờ. Bây giờ không luôn nữa, phải giữ 50 tiền để lên 9 anh em. Bây giờ tầm này mà không đủ 50 tiền là không lên 9 nữa đâu. Từ đã. Bây giờ vẫn chưa đến cái giây phút mà bị trừ máu anh em ạ.
Một vài round nữa, bây giờ phải đủ tiền để roll 3 sao với cả lên 9. Từ tốn thôi. Tôi nghĩ là vẫn thắng được đấy. Vừa lấy là sơ suất thôi. Sơ suất là cái con cáo của tôi ấy, hình như là nó bị, nó không chọt được. Cái round vừa rồi con cáo của tôi là nó lăn vớ vẩn. Đây là nó mới lạ này. Đấy, được rồi, được. Ok. Nào. Vừa lấy nó chỉ là tai nạn thôi bạn ơi. Ok. Lấy là cái con cáo của tôi ấy, chắc là nó trên cái con đường nó lăn ấy, nó bị cái con ngộ không nó đập cho nó đứng im, thế là nó không có chọt được. Chính vì thế không clear được anh em ạ. Lấy con cáo mà nó chọt được thì không sợ anh em nhá. Đấy, con cáo của tôi mà nó chọt được là gần như nó clear được hết rồi. Rồi. Vẫn đánh ở level 7 anh em ạ. Ra 35 rồi nhá. Ui, nó có hai quả trứng kìa. Vậy là nó chỉ cần ra một con tôn ngộ không nữa thôi là nó có thể đập trứng được cho ngộ không ấy. Căng thật. Nhưng mà chính ra con tôn ngộ không nhá, ở trong trận đấu này nó chưa chắc nó đang ngon bằng con cáo dồn đồ đâu. Bởi vì là nếu mà con ngộ không ấy mà nó bị con ốc nó bớ vào ấy là nó không nhấc được tay lên luôn để mà tung trưởng. Đấy, nhưng mà con cáo thì khác, con cáo thì nó lăn nó chọt được. Đấy, chưa chắc là cho ngộ không đã ngon đâu. Rồi. Đồ hơi khèo, lấy cái chén thánh thì thực ra là cũng không cần lắm. Rồi, kiếm lốt sát đao đi. Cho xin con sát đao nào. Ra đi, sát đao mày ở đâu, ra đi. Hết tiền luôn anh em ơi. Đây rồi, ui giời. Mình cứ dọa hết tiền cái nào ra. Rồi rồi, lên được 9 rồi anh em ơi. Một phát lên 9 luôn anh em nhá, vừa đủ tiền anh em ạ. Mẹ, bán hai con unicorn vừa đủ tiền lên 9. Ok. Đấy rồi, tối thượng đây rồi anh em ơi. Mấy tầm này tuổi gì mà đỡ. Nói cho nó nhanh. À, sâu 3 cơ à. Sâu 3 cơ à. Anh em thấy chưa? Ui, nhìn này. Kẹp vào 4 bit một cái nó khác hẳn luôn anh em ạ. Đấy là tôi chưa kịp dồn đồ sắp đau đâu. Anh em thấy chưa? Assassin tối thượng mạnh chưa? Kinh không? Anh em thấy không? Kinh chưa? Quá ổn luôn. Đấy anh em thử nhá, anh em thử chơi gamble nhá. Rất là hay đấy. Đấy. Chúng ta chơi ở level thấp thôi, chúng ta chỉ đánh ở level 7 thôi. Đấy mà khi mà đã lên được 3 sao rồi thì nó lại ổn áp luôn anh em ạ. Đấy, rất là cảm ơn các anh em nhá. Anh em thấy hay để lại rồi một like. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Nếu mà anh em có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Một trong những cái trận đấu mà phải nói là best đấu trí luôn. Đấu trí cực kỳ hay. Đấy, hoặc anh em có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi bộ God Bomb tối thượng nha anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý và muốn ủng hộ tôi, anh em có thể donate cũng như là đăng ký gói hội viên trên kênh nha anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.